Rồi. Kg 6 giá. Con này là giữ nhất đàn nè. Để cái lưỡi ra. Không nên thôi hả? Đây, đen thui luôn. Chưa phải, lưỡi đen thui. Quá chuẩn. Đây. Bên đây con, bên đây. Nó mua gà trống, con gà đó mua 7 triệu mà con gà muốn con gà trắng đó, gà trắng mà đắt hơn cái đó.